Rồi, A Di Đà Phật, quý vị có thắc mắc chi cái câu ra đề thi không? Có đi không? Có chi thắc mắc không? Hiền Tâm đã gửi đề thi qua rồi, Hiền Tâm đề là ghi đề mở cho phép mang tài liệu vào. Như vậy là quý vị việc thoải mái, nhưng mà ăn thua cách quý vị trình bày ấy nè. Việc làm sao sử dụng cái đầu mình nhiều một tí, chứ đừng có bê nguyên cả một cái bài kinh vào mà cũng không được là... Ví dụ như ban đầu là quý vị nói sao bài kinh này từ đâu ra, nhân duyên Đức Phật dạy lúc nào cho ai đối tượng, thì xong rồi quý vị giống như bài kinh Kalama, quý vị có việc vài dòng ba bốn dòng là hết 10 cả đó, không cần viết cho dài dòng. Xong rồi quý vị thảo luận tại sao Đức Phật là chống lại là phủ nhận cái vấn đề đó, vấn đề về niềm tin truyền thống là quý vị có ý kiến như thế nào đối với ví dụ như khái niệm về về giai cấp, về về ánh sáng thế và về gì nữa, về khái niệm về Atman. Rồi quý vị có thể là xong rồi quý vị nói thêm một tí là nếu như Đức Phật phủ nhận như vậy thì làm thế nào là biết được sự thật dựa đến căn bản nào, đúng chưa? Các bước mà trong các bước của kinh Chan Kỳ là quý vị thấy Đức Phật liệt kê ra ít nhất cũng phải 12 bước để đi đến giác ngộ chân lý. Tại sao mà Đức Phật dạy là phải đến gần, phải lắng tai nghe pháp, rồi phải phân cân nhắc suy tư, rồi phải thực hành, rồi nói chung là Đức Phật làm một loạt rất là dài. Đọc lại bài kinh Chan Kỳ thật kỹ rồi mình suy nghĩ tại sao Đức Phật lại nói dài như vậy, để làm gì, để làm gì, để có gì, có cái thực nghiệm bản thân, đúng chưa? Nói chi là không phải tin liền nhưng mà mình phải suy xét. Như vậy mình có thể nói đạo Phật là đạo của lý trí và dựa trên thực nghiệm. Rồi xong rồi mình nêu ra cái vấn đề thực, quý vị phải nói qua một tí, rồi qua một tí ước mơ của mình. Quý vị đang còn rất trẻ, quý vị phải có những ước mơ nguyện vọng giống như một năng lượng mà chấp cánh mình bay lên, mình phải có cái ước mơ, dù đó là ước mơ trong trong trí tưởng tượng của mình. Thì quý vị sẽ làm gì? Giả sử bây giờ truyền thống của mình có cái gì mình đồng ý, cái gì mình không đồng ý. Đó, tình trạng tăng ni sinh trẻ như thế nào, nếu như mình làm thầy là mình sẽ như thế nào, cái đó mới quan trọng. Chứ còn việc ao 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 ra mình người tu mình nói được cái thực tiễn trong đời sống tu học của mình là phí, gọi là phí biếng mà. Đôi khi đọc kinh nữa, quý vị đọc kinh hiểu chứ cả rồi lật 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 hai dòng đọc kinh chứ có phải đọc tiểu thuyết mô. Quý vị nghĩ đọc kinh giống đọc truyện tiểu thuyết lật lật lật, đọc kinh nó không hiểu đọc lại nó không hiểu đọc lại. Thì lần lần quý vị sẽ thấm cái bài kinh Chan Kỳ rất là hay, rồi quý vị suy tư về bài kinh Chan Kỳ, quý vị lấy một vài ý thôi. Tại sao Đức Phật là nói dài như vậy? Rồi trong cái một tiến trình như vậy là cân nhắc suy tư, là cần phải là suy xét, là tính cần, là ví dụ rất là dài, Đức Phật phân tích Phật tịch nói rất là rõ để làm thế nào mà chứng nghiệm chân lý rồi đạt đến giác ngộ chân lý rồi chứng đạt chân lý. Thì tất cả những cái đó là mình phải nói là giống từ cái bài kinh Chan Kỳ về bài kinh Kalama, là giống như tương phản á, thái độ của Đức Phật về thái độ của những ngoại đạo truyền thống. Quý vị phải thiết lập nên một bức tranh để quý vị viết, xong rồi quý vị nói thêm một phần thứ ba là nói về ý tưởng của mình, rồi thôi 90 phút là tha hồ quý vị viết gì viết. Rồi chứ bây giờ á có một cái bài viết mà quý vị, bài viết của Ô Nhất Hạnh hồi đó ông lấy tên là Thạc Đức, đó là bài viết về đạo Phật và niềm tin rất là hay, quý vị có thể download xuống có trong mạng, quý vị muốn cần thì quý vị có thể đi quý vị đọc thêm, quý vị có thêm ý mà suy tư. Quý vị vào Buddha Sasana, cái bài viết là Đạo Phật qua nhận thức mới, Sài Gòn năm 1957 của Thạc Đức. Rồi quý vị về download bài này, quý vị tham khảo thêm. Thạc Đức là bút danh của Ôn Nhất Hạnh hồi ông còn trẻ. Thì quý vị chỉ có là 1.704 thôi, rất là ngắn, nhưng mà ông viết rất là hay. Như vậy là quý vị về đọc nghe, chứ cả đây mình còn đọc, mình còn học ở đây. Chứ bây giờ là cái câu cho nửa phần còn lại, lúc nào là quý vị kết thúc học kỳ. Kết thúc học kỳ này, học kỳ kỳ 7 này á. Ngày 30 tháng 12 phải không?
Tại vì là có thể huyền tâm đi Ấn Độ khoảng mười mấy ngày. Tại vì huyền tâm có cái hội thảo bên Ấn Độ á. Khoảng cuối tháng 11. Cuối tháng 11 hoặc là mùng 1 tháng 12 Tây. Cỡ chừng đó. À gần thi rồi hả? Rồi là nghỉ rồi hả? Huyền tâm có hội thảo 3 ngày bên đó, nhưng mà huyền tâm đi khoảng 10 ngày á, mười mấy ngày. Thì có thể là cuối tháng 12. Chứ bây giờ về này, thời gian mà huyền tâm gặp mấy vị rất là ít. Nhưng mà huyền tâm sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm một ít về cái vấn đề sau này. Quý vị có một vài khái niệm, ví dụ như tưởng sắc hoặc là ngũ căn ngũ uẩn, ví dụ tất cả những cái đó, để quý vị có một cái nhìn tổng thể. Sau này quý vị có thể là tự mình nghiên cứu thêm Ati Đạt Ma câu xả luận, hoặc là quý vị nghiên cứu thêm Abhidhamma của Nguyên Thủy, thì quý vị sẽ đỡ bỡ ngỡ. Được chưa? Chứ bây giờ mình học cái câu thứ hai, đó là cái câu tiến trình nhận thức. Tiến trình nhận thức làm ô nhiễm tâm. Nó là như vậy này. Quý vị như mình đã học cái bài kinh phẩm vọng thì Đức Phật dạy sao? Chứ bây giờ ôn lại 62 trường phái ngoài đạo khởi lên do đâu? Vì sao mà có 62 trường phái ngoài đạo? Do quan điểm cá nhân hay là do kinh nghiệm cá nhân? Kinh nghiệm cá nhân là khởi lên do đâu? Do cảm xúc. Đúng không? Quý vị coi lại cái phần. Đúng không? Do cảm xúc. Hay là như mình nói cách là do xúc rồi. Do cả cảm thọ. Vì do thọ cho nên có những kinh nghiệm khác nhau. Như vậy mà tất cả những cái này là họ được bị thúc đẩy bởi gì? Bởi gì? Tham ái. Very good. Cái này là do tham ái. Thì nói như vậy để quý vị có một cái hình dung á. Cái tiến trình nhận thức mà từ bắt đầu sáu giác quan mà cho đến lúc mà có những cái hỷ luận, những cái tư duy của mình á, đứng trên cái quan điểm kinh tạng á, thì lúc nào cũng có sự thúc đẩy bởi tham ái. Cho nên quý vị biết chữ ly tham gọi là gì? Gọi là gì? Ai biết? Ly tham là gì? Một người mà không còn tham ái được gọi là gì? Gọi là gì? Giải thoát. Dễ không biết. Rồi, chứ bây giờ này, Huyền Tâm hỏi quý vị biết ngũ uẩn nó phải nè. Đúng không? Sáu căn, sáu trần. Chứ bây giờ nói về ngũ uẩn, ai biết sắc là gì? Ngũ uẩn là gì? Sắc là... Ngũ uẩn là gì? Sư là đọc giỏi lắm ạ. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc là gì sư? Sắc là tưởng thể bên ngoài. Sắc là sắc pháp. Rồi, chứ để tâm liệt kê ra thì có ai nói trúng. Thấy chưa? Học cái này là học từ lúc nào? Chứ mà nói việc là tai lắm, đúng không? Hỏi tiếng Việt, hỏi là mọi người nói một kiểu. Rồi, chứ bây giờ này, chứ quý vị nói, chứ Huyền Tâm nói chữ sắc thôi. Quý vị định nghĩa chữ sắc đi. Năm uẩn đúng chưa? Còn cái mình nói là, mình nói một cách nôm na, chữ uẩn khám đa, tức là họp lại, nhóm lại. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi, sư nói sắc là gì? Tưởng tượng bên ngoài. Ai nữa? Hôm nay có một thầy nói gì đó. Gì nữa? Sắc là sắc pháp. Mà sắc pháp là gì? Sắc là sắc pháp, nhưng mà sắc pháp là gì? Rồi, ai có ý kiến gì khác? Sắc là gì? Sắc là mọi sự vật hiện tượng. Chứ nữa? Ai có ý kiến chứ nữa?
sắc là vật chất. Chị nữa. Hết rồi. Chị bây giờ Huyền Tâm hỏi quý vị này. Năm uẩn này là chỉ cho cái gì? Năm uẩn chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái gì? Con người. Con người gì? Vật chất. Tinh thần. Rửa thi. Bây giờ Huyền Tâm chỉ cái sai quý vị này. Sứ nói tượng trang bên ngoài đi có dịnh dạng tri di đến cái con người không? Nếu như sắc mà tượng trang bên ngoài có dịnh dạng gì đến con người không? Như vậy cái sắc này có đúng không? Nếu như mà sứ định nghĩa sắc là tượng trang bên ngoài thì con người sao? Đúng không? Câu thứ hai, sắc pháp. Sắc là sắc pháp. Sắc là sắc pháp thì Tâm chịu cũng hiểu đó. Thầy mà nói sắc là sắc pháp. Sao? Sư cô nói sao? Rồi, sắc này chỉ cho đất nước gió lửa. Sao? Sao? Rồi, chứ bây giờ mọi sự vật hiện tượng có dính chỉ tới con người đi không? Cho nên nói kiểu giống thử mà gà mẹ mà đẻ ra con vịt á. Kiểu bị nói giống như kiểu, không nghĩ nơi, không suy nghĩ nơi, phải suy nghĩ. Học là quý vị phải suy nghĩ. Gà mẹ mà sao đẻ ra con vịt được? Giọng lông, giọng cảnh chứ giọng chứ trời. Bởi rửa máy quý vị là Huyền Tâm khen quý thầy là cung là giỏi đó. Chứ không có chín Huyền Tâm hỏi một cái từ ai đứng dậy đung 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 nữa. Mặt mày đỏ gáy nữa. Cô nói em chịu suy nghĩ. Cô có biết rằng là như đấy là có ba bốn người, có ba bốn cái bằng bài học không? Cô nói em suy nghĩ thế làm răng mà quý thầy mà quý cô đấy mà đạt được ba bốn cái bằng đại học. Nhà nói mà nghe giống nghiệp dễ sợ. Không thể nào mà tưởng. Huyền Tâm nói thiệt quý vị, nước nói của nó Huyền Tâm thấy mắc cười lắm. Bà vì rằng chứ quý vị mà ưa làm tiến sĩ 2 năm quý vị có cái bằng Huyền Tâm chỉ cho cách làm nữa. Phải lo mấy cái bằng tiến sĩ. Đây còn nói chuyện là đại học. Đại học cũng là chứ cả. Tiến sĩ cũng cần làm gì hết. Có bằng. Được không? Để em đi khoe chơi. Đừng dây. May rằng mà các bài đức gọi là những bán nó bán hoàng pháp trung ương tương lai chưa có tự ái. Như vậy là mọi sự vật hiện tượng này có dính chứ tại con người không? Nếu như dính thì dính cái gì mà không dính là tại sao? Muốn dính thì hàng có trúng không? Con người có phải vật chất không? Nếu như mà con người, ok, chứ cho là con người là có một phần vật chất đi. Vật chất này sư cô nói là sắc thọ tưởng hành thức. À, quý vị, vật chất này là cái vấn đề là đất nước gió lửa. Nhưng mà nói như vậy có rõ không? Chứ giải quyết sao? Nhưng tôi nói quý vị mà học kiểu niên phí ghê lắm. Không tính à. Quý vị mà chịu khó tư duy. Trong khi quý vị có thể là đi bộ hoặc là quý vị có thể là làm. Chứ lúc nào quý vị rảnh quý vị uống một tách trà, quý vị tư duy á. Chỉ cần một ngày quý vị bỏ ra khoảng 1 tiếng hoặc là 15 phút quý vị tư duy. Thì quý vị có thể chơi cả ngày quý vị vẫn học giỏi. Còn quý vị học mà quý vị không tư duy, quý vị đọc bao nhiêu phó sách hẳn giỏi đâu. Tại vì cái giỏi là nhờ cái phân tích, cái tư duy mình phải hỏi. Nếu như mà sắc pháp, mà sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn này. Thì nói là con người và vật chất thì đất nước gió lửa này mình định nghĩa con người là vật chất như vậy có đúng hay không? Đúng không? Nếu như đúng là đúng cái gì mà sai là sai cái gì? Ai biết? Sao? Một Phật thưa sư cô thì theo quan điểm của con á, thì một con người thì có đầy đủ là tứ đại. Thì ngoài tứ đại đó thì có về cái tinh thần nữa. Thế cho nên là vật chất và tinh thần thì nó mới tạo nên một đầy đủ con người. Và là nghiệp. Thì cái đó... Cái đây câu hỏi sư cô hỏi là sắc thì có thuộc về cái như thế nào, thì con nói là thuộc về đất nước gió lửa, thì nó cũng đất nước gió lửa thì nó cũng là sắc uẩn ở trong, nằm trong cái theo tinh thần của Bát Nhã. Vì nói Bát Nhã kim cương cao quá, Huyền Tâm thấp thấp dưới đất thôi.
nói câu thấp thấp á, đừng nói cao quá hiện tâm hiểu. Cứ sắc nó là sắc, tức thì không, không tức thì sắc, là huyên tâm hiểu, chưa tới trình độ đó. Giờ chưa nói sao huyên tâm hiểu á. Ai có ý kiến, ai giải thích cái sắc uẩn này làm sao mà chồng có lý, nói có lý. Nếu như là định nghĩa năm uẩn con người là vật chất và tinh thần, và vật chất đất nước gió lửa, thì làm sao mà đưa vào trong năm uẩn, quý vị giải thích làm sao cho người ta hiểu. Ai có ý kiến kêu cái đã, không còn nói gì hết á, phải làm việc chứ, chứ không sao. Ai có ý kiến phát biểu cho vui, đừng có sợ sai. Bây giờ sao, chứ huyền tâm hỏi chữ sắc uẩn thôi nhá. Thật sự ra tất cả những cái này quý vị nói không phải là sai, nhưng mà huyền tâm nói trong năm uẩn, tức là nơi chỗ này mình nói ngoài cách nôm na là hơi trật đề một tí, có đi lạc một xí, tại vì mình nói năm uẩn. Thì như vậy là tưởng tàng bên ngoài á, là hẳn không hợp lý ở đây nè, đúng không? Cái thứ hai nữa là sắc pháp. Trong tư triết ta gọi là thotonomy á, tức là nếu như con quà lần có màu đen, cái câu này là có đúng không? Đúng không? Không đúng tại sao? Ở trong triết á, có hai loại câu. Ta gọi là hai loại statement, một loại là cho anh một cái sự hiểu biệt mới, vì một cái là hắn cho anh sự hiểu biệt nào cả. Ta gọi là một câu là analytic, vì một câu synthetic á. Thì cái câu mà sắc là sắc pháp này á, nó có nghĩa trong tiệc người ta gọi là câu chí. Con quà là giống tờ giống cái câu là con quà là có màu đen á. Có nghĩa là sao, tại đâu có quà trắng đâu. Câu này dường như đúng nhưng mà hắn sai. Đúng không? Đúng thì hằng đúng, tại vì hằng có chủ tư, hằng có vi ngữ đang hoa, hằng có chậm câu mình đúng. Con quả thì màu đen, thì câu này không có sai gì cả. Nhưng mà nói về cho mình một cái nhận thức mới, một cái quan điểm mới, thì câu này có không? Tại sao không? Tại vì không có con quả nào màu trắng cả. Cho nên mình nói con quả là màu đen, thì câu này nó không, trong triết học tới ngoài câu này nó không cho mình một cái new knowledge, tức là hẳn cho mình một người, cho mình một cái ý chí xa hơn cả. Hiểu chưa? Chứ bây giờ mọi sự vật hiện tượng vật chất thì trong mấy cái này quý vị chọn cái gì? Chọn cái gì? Chọn cái câu này, cái nào quý vị nghĩ là câu nào tương đối có thể là đưa vào trong sắc uẩn. Thấy chưa? Nguyên tâm nói quý vị học bây giờ nói bài quý vị chịu khỏi chứ, thật sự ra đừng có đòi hỏi gì giáo viên phải trả lời cho mình. Nhưng tại vì là hồi đó đi học cơ bản lắm, ai dạy hết, chỉ dạy sắc thọ tưởng hành thức. Rồi mà đôi giáo viên nói tất cả được, mình phải tự tìm tòi thôi. Ai biết? Phải nói lên cái tư duy của mình. Nếu như mà nó không có hợp lý thì quý vị có ý kiến như thế nào? Chân tánh. Thầy chân tánh. Thưa cô, sắc thì theo con thì sắc có nội sắc và ngoại sắc. Sắc uẩn, sắc uẩn. Sắc uẩn thì có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc thì trong cơ thể con người mình với vật chất. Còn ngoại sắc là cái thế giới bên ngoài, cái vũ trụ. Rồi, để ghi ra rồi nè. Thầy nói là sắc là có nội ngoại sắc, đúng chưa? Nội ngoại sắc. Nội sắc tức là gì? Đất nước gió lửa, đúng không? Nội sắc thầy mày nói gì đó? Dạ, trong cơ thể con người mình. Nội sắc trong cơ thể con người. Dạ. Thì, vật chất. Vật chất, nội sắc là vật chất. Rồi chi nữa? Còn ngoài sắc là gì? Ở ngoài vũ trụ, ở ngoài. Ngoài là vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài. Rồi, ai đồng ý với quan điểm của thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, theo sư cô, ý kiến sư cô sao?
Quý vị suy nghĩ đi, dễ lắm, hẳn khó. Nói theo cái hiểu của mình. Quý vị về Phật biểu. Giờ này Lương Tâm để cho quý vị làm việc. Hành tĩnh. Sao? Nói đi chứ. Nói đài được. Sư cô hiểu sao? Sư cô cứ nói đấy. Dạ mô Phật thưa sư. Theo con đây là câu hỏi của sư hỏi về sắc trong ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì nói về con người. Thì theo con thì sắc thì ở đây là nói về vật chất, về cái hình sắc, hình tướng của con người thưa sư. Sắc là vật chất, hình tượng của con người. Dạ. Rồi ai có ý kiến nữa? Có cái chí mới không? Quý thầy có cái chí mới không? Định nghĩa sắc uẩn cho hỏi chứ nữa. Không, sắc uẩn thôi, một cái đà. Trời ơi, làm chi mà lần năm uẩn. Rồi, chư Hương Tâm bỏ đây. Lần sau quý vị trả lời. Hương Tâm không nói. Sau kỳ hả? Kỳ bên nói hết với quý vị vô, quý vị chẹp với quý vị. Lần sau quý vị phải trả lời sắc uẩn là gì? Ít nhất phải cho Hương Tâm một vài thông tin hơi chỉnh xác một tí. Không còn nói như vậy được. Bây giờ là quý vị là coi như là sắp sửa là ra làm thầy rồi. Không thể nào mình nói một cách đơn giản như vậy được. Quý vị về tìm hiểu hết. Rồi, chứ là một cái thắc mắc. Bây giờ bài tập về nhà là sao? Rồi thầy đứng dậy, mời thầy. Cứ nói đi, thầy cứ nói đi, việc đâu thầy nói đúng sao? Ê, như là Phật, thưa giáo thọ sư là sắc chất, sắc hay còn gọi là sắc chất, theo cái hiểu của con là sắc được tạo bởi những cái không phải sắc, mà điển hình đó là tứ đại, đất nước, gió, lửa. Còn bốn cái còn lại là thọ tưởng hành thức thuộc về lĩnh vực tinh thần. Rồi. Thì hồi này có người nói đất nước gió lửa thôi. Đất nước cũng gió lửa mà trong sắc uẩn là nghĩa là gì? Là gì? Đất nước gió lửa. Nói chung chung quá, ai nói rõ hơn tí. Rồi, mời thầy. Phân tích con người mình này thì chia làm hai phần, vật chất và tinh thần. Mà vật chất thì mình là thân xác mình đây, là ngũ căn mình đây, là sắc uẩn. Thân xác và ngũ căn thôi mà. Thế nói sao? Thì cái thân thể mình đây, thân xác mình đây là sắc uẩn. Ngũ căn. Cũng còn gọi là ngũ căn, sắc uẩn là đó. Rồi, ngũ căn. Ai có ý kiến gì khác nữa? Nếu như mình nói về đất nước gió lửa và ứng dụng vào trong sắc uẩn này, quý vị hiểu sao? Trong thân thể mình thì làm sao mà hiểu đất nước gió lửa? Mô Phật thưa sư, là theo ý kiến của con thì bổ sung thêm một ý là theo con thì sắc uẩn ở đây theo cách nhìn của Phật giáo thì gồm hai phần, đó là gồm sắc và vô biểu sắc. Thì sắc uẩn tức là cái sắc ở đây là mình chỉ về, mình nói về cái tướng trạng, tức là cơ sở cấu trúc lên một con người. Thì theo Phật giáo cho rằng đó là bốn yếu tố là đất nước, gió, lửa. Và cái vô biểu sắc ở đây là những cái mình tư duy, nhưng mà nó không có biểu hiện ra, giống như là năng lượng của con người để duy trì nên sự sống. Theo ý kiến của con là vậy. Đại Di Đà Phật. Hành nguyện con người hả? Sư cô nói sao? Dạ, năng lượng ạ. À, năng lượng. Dạ. Con người. Dạ, cái đó là giống như là vô biểu sắc, là nó không có biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mà nó duy trì cái sự sống của con người. Để theo ý kiến con là vậy. Rồi, ai có ý kiến gì nữa? Dạ thưa cô, con có ý kiến là nhận định của riêng con hơi nông cạn, xin cô chỉ dẫn thêm. Sắc theo bản thân con chia làm hai phần. Thứ nhất là sắc chất, tức là bản chất của cái sự vật, hiện tượng cấu tạo nên nó.
Ví dụ như cơ thể chúng ta được cấu tạo về ngũ căn, hay là về cấu tạo về đất nước gió lửa, vân vân. Cái thứ hai là sắc pháp, hay còn gọi là hình tướng của các sự vật hình tượng, giống như là cái hình thức của một con người khi được tiếp xúc bởi con mắt là hình gì, đẹp xấu. Âm thanh thì mình nghe cái sắc của âm thanh là to nhỏ, là hay là dở, vân vân. Đó còn gọi là sắc pháp, hay còn gọi là hình tướng của sự vật hình tượng được tiếp thu qua các cặp. Có gì quý thầy quý cô nào bổ sung cho con với? Rồi, ai có ý kiến nữa? Rồi Ngọc Linh. Dạ, một Phật thư sư, thì theo như quý thầy quý cô nãy giờ đã có giải thích, thì quý thầy quý cô giải thích thì theo như hai phía với hai ý là về vật chất cũng như là sắc, ở đây thêm một ý nữa là sắc pháp. Nhưng theo con từ sắc có nghĩa là rupa, thì nó có nghĩa là thứ nhất hình dáng, hình dạng, vóc dáng, vật chất, những đó là cái trần mà con mắt nhìn thấy, và cái kết cấu vật chất, cái kết cấu để tạo nên một cái hình tượng nào đó, là ý nghĩa từ sắc của từ rupa bên Bali. Thì ở đây nếu mà nói về sắc ẩn thì chúng ta sẽ giải thích nó gồm đất nước gió lửa là những cái kết cấu để hình thành nên một con người. Đất ở đây có nghĩa là về đất nước gió lửa, là tức là gồm có 32 thể trược để hình thành. Thì đất ví dụ như là da, thịt, vân vân. Nước có nghĩa là máu lưu thông, gió là hơi thở, và lửa đó là nhiệt độ của con người. Đó là những kết cấu để tạo nên gọi là sắc uẩn. Mô Phật. Very good. Chính xác. Cho trăng phở tay. Trời ơi, chân đỏ lên mà nói ra. Đất nước gió lửa đi mà hiểu trong năm ổn nó chỉ có vậy thôi. Đất là gì? Cả gì khi mà nói trong năm ổn sắc ổn đất là gì? Đất là gì? Đất là gì? Chất cứng là gì? Xương, móng tay, tóc. Đó, những cái loại chất cứng. Nước đấy là gì? Chí, máu, huyết thánh. Nước trong người mình, người mình là hết tất cả mấy chục phần trăm nước, quý vị biết không? Mấy chục phần trăm? Biết mấy cái hồi này chứ nói. Ta nói sắc uống nhất ai hỏi chi ngoài xa xôi mà na. Còn cái cả đất nước gió lửa thì ai cũng biết, mới vô chùa đã nghe cái từ này rồi. Nhưng mà phải nói định nghĩa sắc uống mình phải nói rõ ra như vậy. Rồi, gió. Gió là gì? Hơi thở. Lửa là gì? Hơi ấm. Người mà không có hơi ấm, mình có hơi thở gọi là gì? Có thể gọi là sắc, có gọi là ngũ uẩn được không? No. Như vậy điều này có nghĩa cái chỗ này này, vật chất và tinh thần này á, nó phải là sao? Bổ sung cho nhau. Cái vật chất gọi là mình tự đài này á, nó phải dựa vào trong cái phân tâm. Cái phần thân và phần tâm nó phải bổ sung cho nhau. Nếu như khi mà đã nói sắc uẩn, tức là sắc uẩn này phải dựa trên bốn phần còn lại. Mà khi mà đã nói cái phần tinh thần hay là bốn cái uẩn kia, thì hẳn phải dựa vào trong sắc thân á. Sắc uẩn nó mới là biểu hiện thành năm uẩn. Không thể nào mà có như chỉ có bốn uẩn kia mà không có sắc uẩn, hoặc là có sắc uẩn mà không có bốn uẩn kia. Đúng đó. Như vậy khi mà nói đến cái cơ thể con người á, mà gọi là có một cái sắc quần hay sắc thân á, thì hẳn phải định được định nghĩa như là cái thân con người có cái biết. Nói một cách nôm na, nếu như mà định nghĩa thì mình nói là tức là cái thân này có được cái biết này, còn nếu như mà không có cái biết thì mình gọi là cái biết. Cái này là thân. Thân mà có cái biết, có nhận thức á, thì được gọi là thân là phần gì? Phần sắc. Còn nếu như mà hẳn không có cái phần này thì mình thể gọi là không thể gọi là sắc được. Nếu như mà nói sắc là hình hài, là cái cơ thể của con người, thì hẳn mình nói là mình á, nó mình phải định nghĩa nó là từ bên sâu xa bên trong là cái
thân này hẳn phải được quy định, phải được giới hạn bởi cái thức. Còn nếu như mà không có cái thức là hẳn trở thành sắc uẩn. Được chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý chứ nè. Như vậy bổn phân kia cũng vậy. Bổn phân kia, cái phân tính thân này, nó phải dựa vào cái phân sắc uẩn này để mà định nghĩa. Như vậy nếu như mà nói tiện tinh nhận thức á, sắc thọ tưởng hành thức này, thì cái một tiện tinh nhận thức này nó phải dựa trên thân. Phải dựa trên thân. Không thể nào có một tiện tinh nhận thức từ bên ngoài mà không có bên thân. Đó là một, cho nên cái vấn đề khi mà tiện tinh bắt đầu nhận thức là bắt đầu tư duy. Tư duy. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Mới có gì? Sáu thức. Chứ bây giờ Huyền Tâm hỏi quý vị này. Chứ bây giờ Huyền Tâm muốn quý vị có một cái khái niệm trong đầu trước cái đã. Nhưng mà cái sắc uẩn này có thể mình định nghĩa rất là dài. Ví dụ như sắc uẩn này có người là có vị họ định nghĩa là ví dụ như tất cả các cái tư tưởng, ý tưởng của mình, tức là những cái này mình gọi là arupa, thì có vị á không chấp nhận cái này là gọi là sắc uẩn, nhưng mà Huyền Tâm chấp nhận cái này là sắc uẩn. Cái này cũng là một ý tưởng, một tiến trình, những cái tư duy của mình nó cũng là thuộc loại một dạng sắc. Nhưng mà có người thì họ không chịu đây là một dạng sắc, nhưng mà Huyền Tâm nghĩ cái này là một dạng arupa, giống như sư cô nói dạng một dạng vô biểu, nó mình không thấy được, nó cũng là một dạng sắc. Cho nên tùy theo, nhưng mà cái căn bản nhất quý vị phải định để nghĩa được cái thân trong người mình là gồm có 32 vật trong người mình, hay là 32 yếu tố mà mình phải quán để cho biết được rằng cái thân này, tư trí cái thân nó đã là vô ngã rồi, nó không có một cái ngã tồn tại. Thứ hai nữa là đất, khi mà đất nước gió lửa, quý vị phải nhớ định rằng trong sắc thân nó phải là chất lửa, chất nóng, hơi thở, chấm chấm chấm, là một cái. Cái thứ hai nữa, chư Huyền Tâm hỏi vì thêm một cái cơ bản này. Thọ thì ok, thọ thì quý vị có thể là quý vị thể hiểu được. Nhưng bây giờ Huyền Tâm nói về cái chữ tưởng. Ai hiểu được chữ tưởng? Tưởng là gì? Tưởng là gì? Cái này còn nhiều cái sắc này có nhiều cái để mà phân để mà chia sẻ nữa lắm. Tất cả những cái này tại sao? Cái này không phải là hẳn sai, nhưng mà quý vị nói một cách quá chung chung, quá định nghĩa như vậy là nó quá chung. Khi mà Huyền Tâm nói sắc uẩn, cho nên viết bài đừng có để cho lạc đề. Phải nói cho cụ thể. Quý vị mà nói cái chi nói cho cụ thể. Ví dụ như Huyền Tâm là, cho nên đây là cái bệnh của quý thầy quý cô, không phải là quý thầy quý cô không biết, nhưng mà có một cái này. Huyền Tâm chậm bài á, luận văn là thường thường quý vị là một cái đề rất là nhỏ, mà quý vị muốn viết hay là quý vị phân tích theo chiều dọc, quý vị đào sâu một hai ý. Nghĩa là một cái đề tài như vậy, quý vị đào sâu một hai ý là đủ, hai ý, ba ý là đủ. Trong khi đó một cái đề tài hàng đâu có rộng lắm đâu, mà quý vị một đào, quý vị rính nguyên cả một gọi là từ điển bách khoa vô luôn. Cái chi cũng có hết, từ đống cổ chỉ kim tây tàu chỉ có hết. Trong cái đó cái đề tài tự nhiên không có dính dáng như tới đề tài hết. Mà đây là cái bệnh của quý vị, đa số cái bệnh của quý vị là làm bài mà không hay là tại vì không phải quý vị không biết, nhưng mà tại vì quý vị không biết cái cách trình bày. Quý vị tập nói cái chí cho chính xác, rõ ràng, rồi mình phân tích trong cái đó, mình nhìn lấy cái đó, mình suy tư. Đừng có theo ai hết á, có thể là cái nhìn của mình á, nó không có chuẩn, ban đầu thì nó không chính xác. Thì sau đó mình tự rằng, à, mình nghĩ như vậy là nó không được, mình phải nghĩ theo lối khác. Thì quý vị cứ học như vậy trong vòng một tuần hoặc là hai tuần, quý vị khác liền. Giống chữ Huyền Tâm nói định nghĩa năm uẩn, quý vị nói là vật chất và tinh thần. Nói vật chất và tinh thần không thì mình phải định nghĩa làm sao cho cái năm uẩn này. Tại vì cái năm uẩn này là một cơ thể con người, nằm trong một cơ thể con người thì làm sao nó đừng rồi bị lượng nguyên. Cái mà lượng nguyên này này, lượng nguyên là mình cho rằng là thân là khác mà tâm là khác, sắc là đất nước gió lửa, thọ tưởng hành thức là có hai phần, phần đất nước gió lửa là phần vật chất còn phần kia, nó rắn được. Không phải như vậy. Quý vị mới nói như vậy là nghĩa là quý vị đạt điểm kém lắm. Mình phải có một chút cái đó là mình hiểu thêm một xí. Cho nên cái vấn đề quý vị hiểu là sắc thọ tưởng thức. Như bây giờ Tâm nói cái vấn đề, cái vấn đề là bây giờ nói vấn đề tưởng. Chứ ai hiểu tưởng là gì? Ai hiểu? Còn nhiều vấn đề trong sắc, còn nhiều vấn đề mà chưa trẻ lắm. Nhưng mà đây là
cho quý vị hiểu một cách rõ ràng trước mắt. Tưởng là gì? Chư này, chư quý vị ngồi đó ấy, nhưng tâm là tâm cầm cái này, quý vị nhìn mắt thấy sắc đúng chưa? Quý vị đưa một ngón tay lên, quý vị đưa một ngón tay lên, quý vị đo cái này đi, đưa một ngón tay lên, không cần đo, quý vị đưa để trước mắt đi, đưa ngón tay trái để nhắm một con mắt lại, làm đi quý vị, làm thử đi, quý vị sẽ thấy có những cái là mình phải là suy nghĩ á. Xong rồi quý vị nhắm con mắt trái, quý vị nhìn con mắt phải, quý vị nhìn con mắt trái nhắm con mắt phải, quý vị thấy sao? Sao quý vị thấy sao? Nhìn đi, quý vị nhìn thử đi, quý vị sẽ thấy có cái gì đó mà hằng làm cho mình ngạc nhiên cho coi. Thấy sao? Nhắm con mắt trái, nhìn con mắt phải, rồi nhắm con mắt phải, nhìn con mắt trái, bỏ ngón tay lên đi, quý vị phải bỏ ngón tay lên, quý vị mới thấy cái gì xảy ra. Còn quý vị không bỏ cái ngón tay, quý vị không thấy cái gì xảy ra đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy tưởng là gì? Ấn tượng giác quan này có chính xác không? Chính xác không? Chính xác không? Như vậy là cái đầu tiên mà quý vị nói, ngay cả khi mắt mà thấy sắc nó đã không chính xác rồi. Quý vị mà nhìn thấy được gọi là cái input data hẳn vô trong cái đầu mình là hẳn đã không chính xác rồi. Cái thò nó có thể mình khởi lên cùng một cái thò. Ví dụ như ai nghe cùng một bản nhạc đều có thấy, cũng thấy mình vui chẳng hạn, hoặc là mình thích nghe nhạc chẳng hạn. Nhưng mà một bản nhạc mà khi mà đã nghe vô lỗ tai rồi, quý vị sẽ thấy từ nơi cái cảm thọ nó sẽ cho ra một cái ấn tượng khác nhau. Chính vì cái ấn tượng khác nhau đó cho nên có một cái tiến trình diễn dịch phía sau gọi là suy diễn á. Tùy theo, ví dụ như một bài nhạc có thể nó làm cho mình là hồi tưởng về trong quá khứ, rồi bài nhạc đó là vui, hoặc ai còn mẹ thì cũng có thể vui, mà ai mất mẹ thì buồn, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái này là quý vị sẽ thấy rằng cái tưởng, ngay cả cái tưởng mình nó, cái định nghĩa cái tưởng là mình phải coi lại đó. Đúng chưa? Được chưa? Như vậy ai định nghĩa chữ tưởng là gì? Ai định nghĩa? Ai có ý kiến gì về cái tưởng? Bữa hôm mà thầy nói là tưởng là hồi tưởng, cái đó là một ý. Dạ thưa cô, em đem trả lời. Tưởng là cái tâm ôm lấy cái tướng, hay còn gọi là cái tâm ôm lấy cái sắc uẩn. Đó cũng là một sáng tạo. Tại sao thầy giải thích nó xa hơn đi? Cái tâm ôm lấy cái gì? Tâm em ôm lấy cái tướng. Biết có chừng đó thôi. Ví dụ như là biết chừng đó nhưng mà phải giải thích cho người ta hiểu chứ. Rồi thầy cho một định nghĩa rất mới và rất là mới mẻ, lần đầu tiên không tâm nghe. Rồi, tưởng là cái tâm ôm lấy cái tướng. Ok, rất là sáng tạo. Cái tướng này tức là cái sắc uẩn ấy cô. Ví dụ như là khi cái lỗ tai mình nó nghe được cái âm thanh, nó thích, thì nó gìn giữ cái âm thanh đó, cái âm thanh đó nó lưu lại ở trong cái tâm. Hoặc là khi mắt nó nhìn thấy cái đất như hồi nãy cô nói, là cái hình dáng, cái tính chất nó cứng, nó mềm, thì cái tâm nó gìn giữ, tức là nó lưu lại ở trong cái tâm, tức là nó kích nhận biết. Em không biết gì tàn, em nói ít thôi, nói nhiều em nói dở. Tức là cái tâm nó gìn giữ cái sắc uẩn, nó em diễn tả không được. Rồi cái tâm ôm lấy cái tướng, ôm lấy sắc uẩn. Ví dụ cái sắc uẩn đó nó gồm có, như hồi nãy em nói, gồm có gồm các tính chất như là cứng, là mềm, là động. Những cái tính chất đó nó thuộc về sắc pháp hay là sắc chất,
thì nó được gìn giữ lại, được cái tâm nó lưu lại, nó nhớ lại, hoặc là nó tạo thành một cái ý thức. Em chỉ biết thế thôi. Rồi, ai có ý kiến nữa? Bổ sung. Rồi, còn một sư cô dưới kìa. Thưa sư cô, đối với con tưởng có nghĩa là tri thức. Vì khi mình đã biết cái đối tượng nhận thức đó, cái tri thức là cái đã biết được rồi thì mới có thể tưởng được. Nên với con, tưởng là có nghĩa là tri thức. Tưởng là đổi là tri thức. Dạ. Rồi, ai có ý kiến gì nữa? Rồi, thầy Phật Hiền. Thưa cô, theo ý của con là tưởng là suy nghĩ về một đối tượng nào đó một cách liên tục, thì có hai trạng thái. Có thể là hồi tưởng, tức là hồi ức về một cái đối tượng đã qua, và một trạng thái nữa là những cái dự định trong tương lai, tức là mình suy nghĩ những cái việc nào đó mà nó chưa xảy ra mà mình tưởng tượng. Thì theo ý của con là như vậy. Rồi, tưởng là sao? Thầy Nguyễn Chánh nói sao? Thầy Pháp Hiền. Mô Phật, thưa sư cô giáo tòa sư, thì theo con hiểu á, chữ tưởng mà giống như chữ hán á, ở trên bộ tương ở dưới chữ tâm, tức là cái ở bên bụng mọc, chứ bên bụng mục, tức là con mắt mình khi thấy một cái cây, rồi cái tâm mình nhận biết cái vấn đề đó, hồi tưởng về cái quá khứ, còn cái hiện tại mình nó theo cái kinh Kim Cang là giống như là nhược dị sắc kiến ngã, tức là khi mình thấy cái sắc mà mình để thấy được cái chân như của Như Lai, cho nên mình bị sai lầm, tại vì cái tưởng đó nó bị sai lầm về cái hiện tại, cũng như mình mơ mộng về cái quá khứ, cho nên cái theo cái tưởng này em biết là mình bị nhận thức một cái đối tượng nó sai lầm. Giống như ví dụ mình nói con người mình là thật, nhưng mà thật chất do cái ngũ uẩn, do tứ đại nó tạo thành, cho nên nó không thật, nó không có, nó chỉ là một cái đối tượng sai lầm. Cho nên trong cái kinh Bát Nhã Mọn mà gọi là cái vọng tưởng điên đảo, làm cho mình nhận thức cái đối tượng nó không đúng cái bản chất sự thật. Thì theo em nghĩ vậy, mô Phật. Rồi thầy, rồi A Di Đà Phật, mời thầy. Quý vị phát biểu rồi, quý thầy, quý cô, sao là ngồi thoải mái như thế? Thưa cô, theo anh được biết á, được hiểu á, thì tưởng là gọi là, mình được hiểu là như là cái khái niệm nhận thức ban đầu đối với vật. Ví dụ khi mắt thấy cành cây, mà thì biết cái cành cây khi mà nhắm mắt lại mà vẫn thấy cành cây trong cái thức, mình gọi là tưởng. Thì em nghĩ như vậy, là khái niệm nhận thức qua giác quan. Dạ. Cái lý á, cái tưởng này quý vị phải suy nghĩ thêm cho nhiều. Chứ bây giờ quý vị thảo luận đi, trong lớp thì quý vị có ai có ý kiến? Nói thêm đi, nói thêm chứ cuối cùng quý vị nói trúng nó, ít nhất trong lớp với chữ sắc quần có người nói trúng nó. Cho nên quý vị cứ nói, tại vì quý vị không có chịu phật biểu. Phật biểu tự nhiên nó đồng nào lâng lâng. Người nói về lâu được, mình phải suy nghĩ như vậy. Cho nên giờ chư hương tâm để cho quý vị nói về chữ tưởng đi. Ai có ý kiến nữa? Sao? Ai có ý kiến? Khoan nhìn là đã để hương tỷ đâu, hương tâm xâm rai lại, hương tâm viết lại cái sắc một vài tư cho quý vị nhớ. Rồi, ai có ý kiến? Rồi, nói đi, Ngọc Linh. Dạ, mô Phật, thưa sư, thì như vừa nãy quý thầy quý cô cũng có trả lời, thì cái ý của thầy Nguyên Chánh, tuy thầy dùng từ hơi lạ, nhưng mà đó là một, theo con đó là một ý rất là đúng. Thì thay vì mình dùng từ như vậy thì mình có thể dùng từ là ấn tượng của giác quan. Còn thầy vừa rồi cũng mới trả lời xong, thì theo con đó là sự chụp lại hình ảnh. Thì con suy nghĩ rằng cái từ tưởng ở đây là cái mà tri giác ban đầu mình nhận thức, mình chụp lại cái ảnh của sự vật đó mà chưa có sự chi phối bởi tư duy và cái thức phân biệt. Và nói hay là nói một cái cách khác, đây gọi là cái cảm xúc thôi chứ chưa phải là cái thức tư duy.
cái ảnh tượng là cái ảnh để mình chụp lại thôi, giống như một cái máy ảnh mình chụp, nó khả năng chụp lại và lưu giữ, nhưng mà nó chưa có cái chế độ phân biệt như là nó là đẹp xấu hay các sắc thái khác nữa. Thì theo con đó là thuộc về tưởng ạ. Như vậy là dù sao quý vị nói chữ mà chữ tưởng á, ít nhất là quý vị cũng có một cái khái niệm. Tưởng này á có nghĩa đầu tiên nó chỉ là ấn tượng giác quan đầu tiên cái đã. Tại vì tượng này nó dài lắm, tượng này nó rất nhiều cái để mà mình chia sẻ trong cái chữ tượng này. Ấn tượng giác quan nó giống như gì? Giống như cái gì nó đưa vào. Ở trong có một cái từ á, ở trong một cái từ mà mình hay nói là nó chỉ là một cái input. Mình nói sao? cái nó đưa vào register trong cái đầu của mình á, khi mà nó đưa vào mình nhìn thấy, giống từ khi Huyền Tâm nói là quý vị nhìn cái này thì quý vị có những cái ấn tượng khác nhau, đúng chưa? Ngay cả khi mà mắt mình thấy sắc, mắt thấy sắc khởi lên gì? Mắt thấy sắc là nhờ đến chi? Nhận thức. Thức là có gì? Đẹp xấu. Vấn đề là quý vị Huyền Tâm muốn nói này, sắc thọ tưởng, quý vị biết cái tưởng mà khi mình đưa vào trong đầu nó chính xác như cái bên ngoài mình nhìn thấy không? Không bao giờ. Điều này nó có nghĩa nếu như mình có những cái suy tư, những cái giải thích về những cái gì mình mới nhận thức đó thì nó đúng như sự vật hay không? Đúng không? Nó mang cái tính chi nhiều hơn, suy diễn nhiều hơn hay mang cái tính gì? Chủ quan. Cho nên chính vì vậy mà trong Đức Phật dạy, Đức Phật nhận mạnh cái chữ tưởng. Để Huyền Tâm đọc cho quý vị có một đoạn kinh. Bây giờ quý vị muốn hiểu, lần sau mình sẽ học cái tiến trình nhận thức, quý vị mới đọc cái bài kinh kinh Mật Hoàng. Trung bộ thứ 14 à 18. Bài kinh Mật Hoàng. Bài kinh Mật Hoàng. Kinh Mật Hoàng trong Đức Phật dạy cái tiến trình nhận thức rất là rõ. Bây giờ này quý vị nghe Tâm đọc một đoạn trong kinh Mật Hoàng này. Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, ma ra phàm thiên, với các chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh một vị bà la môn sống không triền phược, không nghi ngờ do dự với mọi hội quả đoàn diệt, không tham ái với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Cho nên quý biết việc cái đầu tiên mà đưa vào trong cái giai đoạn mình nhận thức á, cái tưởng á là cái rất là quan trọng. Tại vì chính cái tưởng nó xuất phát ra cái gì? Xuất nó là khởi đầu của cái gì? Khởi đầu của tiến trình tư duy. Quý vị nhận thức như thế nào á thì quý vị sẽ tư duy như thế đó. Chứ bây giờ Huyền Tâm nói quý vị tả cái này, quý vị tả cái khăn lau bảng này, quý vị chỉ nhìn có một con mắt bên trái và một con mắt bên phải, Huyền Tâm bảo đảm quý vị sẽ tả hai cách khác nhau, đúng không? Đúng không? Cái này ta gọi ở trong cái tâm lý học phương Tây người ta gọi là parallax á. Parallax tức là cái tưởng của mình nó có những cái mà nó làm cho mình đánh lừa ghê lắm. Tiến trình tư duy của mình hay tiến trình nhận thức của mình phải bắt đầu từ nơi cái thọ thì ai có vui có buồn, nhưng mà cái tưởng, từ cái tưởng mà cái bắt đầu có cái ấn tượng đưa vào trong mình, bắt đầu khởi đầu cái sự suy nghĩ của mình, cái đó nó quan trọng lắm. Ví dụ như quý vị cứ tưởng tượng quý vị đứng một chỗ, khi mà quý vị ngồi trong tàu á thì quý vị có thấy rằng giống thử đằng sau nó chạy lùi lại, đúng không? Mình có cái ảo tưởng, mình có một cái giống thử mình ngồi mà mình không chạy, nhưng mà cái bên ngoài nó chạy, nhưng mà thật sự là mình đang chạy. Cho nên trong cái vấn đề tưởng á, nó đã cho mình rất nhiều cái lệch lạc. Mà nếu như cái tưởng này mà bị tham, bị sân, bị si chi phối á, thì cái tưởng này nó cũng sẽ là đi theo cái dẫn dắt con đường đó. Cho nên chính vì vậy mà quý vị đọc kinh, quý vị phải để ý Đức Phật là dạy rất nhiều về cái chữ tưởng này.
mình phải nói một cách nôm na cái chữ tượng này là cái anh chàng này, là cái anh chàng giống như thượng là cái mà sai sự mình nhiều nhất. Nếu như mà quý vị mà không điều phục cái tấm của mình mà do cái tưởng á, thì nó sẽ dẫn dắt quý vị đi rất là xa. Tại vì sao? Tại vì khi mình có một cái ấn tượng khởi lên, thì từ đó mình sẽ suy diễn theo cái tưởng, mà cái tưởng này nó sẽ bị gì? Nó nhuộm màu gì? Buồn vui, rồi ưu sầu khổ, tất cả những cái này nó sẽ, trong Đức Phật dạy nói tất cả những cái này, cái tầm trạng thái tâm lý của mình nó đi theo cái tưởng này á. Từ đó mình sẽ cho mình một cái nhìn về cái thực tại, nó là tích cực hay là tiêu cực. Cho nên quý vị biết người ta nói một câu là bạn thay đổi khi mà tư duy của bạn thay đổi. Tức là con người mình hẳn phải thay đổi từ bên chỉnh trong cái nhìn của mình trước. Cái ấn tượng giác quan đưa vào rồi, nhưng mà anh xử lý đó như thế nào nó mới quan trọng. Tùy theo cái cách nhìn của một người, của mỗi người, mà cái sự vật mà đưa vào input trong cái đầu của mình nó sẽ cho ra một cách khác nhau. Bây giờ quý vị tiếp tục, ai có phát biểu ý kiến gì về tưởng nữa không? Tưởng này rất nhiều cái để mà quý vị ấn tượng giác quan chi nữa. Hồi tưởng, hoặc là quý vị giống như đi vào trong một rồi thầy Nguyễn Chánh. Rồi, ok. Rồi quý vị có thể ghi thêm ba ủy về sắc uẩn, chất lỏng, hơi nóng, hơi thở, chất cứng và năm căn. Rồi nghịch với là năm trần. Ý tưởng, vân vân. Tất cả những cái này là thuộc về sắc uẩn. Ai có ý kiến gì nữa thì bỏ thêm vào, nhưng mà bỏ đừng có sai đó, đừng giải thích, đừng có ra ngoài cái sắc uẩn. Thứ hai nữa là sắc uẩn này cũng có nghĩa là thân, hình hài, thân thể, có thức, tức là có sự sống. Sắc uẩn này cũng có thể là cái thân thể hình hài của mình, chỉ về cái phần vật chất của mình đó, mà nhưng mà nó có sự sống. Chứ còn cái thân người chết là mình thế nào mình gọi đó là sắc uẩn được, đúng không? Sắc uẩn thế nào, cái thân người chết thế nào gọi đó là sắc uẩn. A Di Đà Phật, con thưa cô, dạ thưa đại chúng, dạ theo cái cách nghĩ của con là cái con giải thích cái câu hồi này là hồi nãy con giải thích nó cũng chưa có được ok cho lắm. Thì con nói chẳng hạn như đây là cái chân tâm, đây là cái chân thật của các sắc uẩn hoặc là chân tướng, thì do cái vọng tâm nó ôm ấp cái vọng tướng, xem cái tướng đó là có thật, nó ôm ấp cái sự giao thoa giữa cái vọng tâm và vọng tướng, đó gọi là tưởng. Con vẽ như thế này, nghĩa là gọi là cái tâm ôm lấy cái tướng thông qua cái năm giác quan. Rồi chứ thầy cho Huyền Tâm hỏi vọng tưởng là cái gì? Chẳng hạn như là mình chấp cái âm thanh đó là cái sự chấp ngã, cái tướng đó là có thật, cái âm thanh đó là có thật, cái hình sắc đó có thật, cái những cái về cái sắc pháp, về cái sắc uẩn á, mình chấp nó là có thật, mình gọi là vọng tướng. Là cái chấp ngã đối với cái sắc uẩn á cô. Ở kinh nào vậy? Hả? Ở kinh nào vậy? Kinh thầy nói cáo quả đôi khi Huyền Tâm hiểu đó nghe. Con định nghĩa thêm xíu nữa theo cái nó rất thấp, Huyền Tâm hiểu, thầy nói cáo Huyền Tâm hiểu đó. Rồi con định nghĩa theo từ thì nó là sai na, tức là cái biết sai lầm thông qua các giác quan. Tức là cái biết chủ quan, cái biết của một cái giác quan nào đó. Con ví dụ cụ thể hơn, tức là theo cái câu chuyện là thầy bói xem voi, tức là mỗi ông thầy bói rờ một con voi ở một cái địa điểm đó, chấp con voi nó như thế đó. Cảm ơn thầy. Chấn tâm là chi thầy? Chấn tâm là chi? Tức là cái tâm nhận biết được cái bản chất của sự vật hiện tượng, tức là cái làm sao thầy biết bản chất sự vật hiện tượng? Thông qua lý trí, ví dụ như cái tâm không có vọng tưởng, cái tâm mà tâm không có vô minh, không bị vô minh nó tâm không bị vô minh là tâm sao? Tâm chân như đấy. Nói cáo có ai hiểu? Ôi dồi ôi. Tâm thôi.
Ngoại cáo bỏ nhiều, ngoài cái chiếc bỏ chấn tấm liên rửa. Chấn tấm à? Chấn tấm lắng cỏ, chấm cỏ vòng tường. Mà vòng tường là chi? Tường là cái sự giao thoa của vòng tâm tiếp xúc với cái vòng tường. Nó cái giao thoa đó, à, cái điểm trùng lắp đó gọi là cái tâm, cái vòng tâm ôm lấy cái vòng tước. Tức là xem, ví dụ như có xem cô Ngọc Linh là đẹp đấy, vòng tâm về... ôm lại vòng tường. À, ví dụ như vậy, con ví dụ như vậy đại chúng. Nhưng mà Huyền Tông không hiểu chữ vòng tâm là chi. Vòng tâm là gì? Tức là cái tâm chấp vào cái tướng. Thế nói cao quá. Thế dùng cái tư cao quá Huyền Tông hiểu. Rồi thức, cảnh. Chưa thay Nguyễn Chánh nói chữ một tư thôi, là một lần một leo nhiêu tư quả Huyền Tâm hiểu. Bây giờ thầy đưa ra là chấn tâm, vòng ngôn, vòng tượng, chấn tượng. Rồi thế chấn tâm với chấn tượng là sao? Chỗ này ở kính nào vậy? YouTube á cô. Vitami à? Trung đạo nào? Kính nào phần dài trung đạo? Phần dài mấy cái này? Chào mày nói chí mà cao kiểu mày, ai mày hiểu cho được. Chứ Huyền Tâm bắt đầu á, Huyền Tâm bắt đầu về quý vị á, chứ quý vị cho cái một cái ví dụ mà rất là thường nhật. Rất là thường nhật mà cái gọi là cái tưởng mình là sai. Rất là thường nhật đi, nói trong đời sống hàng ngày thôi. Nói chí mà cao dựng riêng rất Huyền Tâm hiểu được. Nguyên chẳng nói cáo quái, mới vô một cái mà đòi lối chân tâm ra nói liền, ai mà hiểu được. Mình bắt đầu những cái câu chuyện thường nhật đi, từ đó mình phân tích là quý vị sẽ hiểu. Tại vì đây Huyền Tâm nói là tiến trình nhận thức, trước hết mình phải biết là nó bị ô nhiễm. Tại vì sao? Ô nhiễm đây có nghĩa là nó bị đau khổ. Cái tâm bị đau khổ là như thế nào, nó khởi lên từ đâu? Tại vì quý vị mà muốn giải quyết cái vấn đề hạnh phúc đau khổ, quý vị phải biết cái gì là đâu, khổ để là đâu. Thì phải biết nhìn vô cái chí là khổ. Tức khổ đây có nghĩa là cái tấm của mình nó có bị ô nhiễm như thế nào đã. Thì từ đó quý vị mới bắt đầu đi. Chứ mới vô liền rồi chấn tâm giác ngộ liền rồi. Và tới khi mà đùng tới thực tài vẫn chạng quá. Cha ơi đi tu chứ mua mà mình đọc sách rồi. Nghe quý thầy giảng hay quá. Toàn là cũng như cao siêu, toàn là giác ngộ. Vậy là vượt hoặc là giải thoát không. Mà tại vô chùa thầy chạng quá. Mỗi chùa sao mà các sư chủ, các thầy, các cô thầy, ai đáng thương, đáng yêu cả. Và tự nhiên sao? Tâm bồ đề không thổi đi những con nữa. Thực tế, với là những cái bài giảng nó quá hay. Tự nhiên nó bị chòi đi. Đừng có để cho chòi. Chứ thay vì Huyền Tâm nói, chân tâm này Huyền Tâm nói, chưa trượt hết là tham trượt đi. Chứ khoan nói cái đi đạo. Trời ơi, vô một cái và đòi chân tâm liền. Bây giờ một ví dụ một cái mới gọi là cái tham mà nhuộm màu cái chứ tham ái đi. Cái vấn đề trước mắt là con người là tham ái. Tại vì sao? Nguyên nhân của khổ là do tham ái. Như vậy tập đệ là do đâu? Tập đệ do gì? Nguyên nhân. Nguyên nhân. Khổ đệ đúng chưa? Khổ đệ, tập đệ. Đúng chứ nào? Đào đệ vì diệt đệ. Như vậy tập đệ là cái gì do đâu? Nguyên nhân của khổ đệ do đâu? Và nguyên nhân của khổ đệ do đâu? Chính xác. Thằng là tham ái đi. Nó nói vô minh. Tại vì vô minh là cái tư rất là mình phải cần giải thích nhiều. Chứ mình nói tham ái ai biết cả. Bắt đầu tư cái này đi. Chứ mới vô mà biết chấn tâm vòng tâm đi. Ôi chào ơi, biết chí mà cao gì rồi. Chấn tượng rồi, chấn tượng rồi chứ thay Nguyễn Cảnh. Nói cao quá ai hiểu hết. Ít nhất quý vị hiểu cho Huyền Tâm hiểu. Bây giờ ai cho một cái ví dụ? Bây giờ ai cho một cái ví dụ á, mà trong cái tưởng hàng ngày á, trong đời sống thường nhật á, mà nó đưa đến khổ đau. Sao? Rồi, cái đó là cái ví dụ rất là cụ thể. Đúng rồi, ai có ví dụ chứ trong đời sống hàng ngày nữa. Rồi, Ngọc Linh. À, dạ mô Phật Thưa Sư, thì theo như con tưởng, à, cái chữ tưởng á, thì con có một cái ý nữa, đó là con dùng cái từ gọi là phương vị của giác quan hay phương vị của tri giác.
thì tức nghĩa là mình đứng ở bất cứ mỗi phương vị khác nhau thì cái hình ảnh là mình lưu lại cũng khác nhau, cái thấy của mình cũng khác. Ví dụ như con đi đường thì, hay là ví dụ như con đang đứng ở đây, con nhìn cô, nhưng mà thật sự là cái nhìn cô, nhưng mà con đang suy nghĩ trong đầu, con nói con không có cái thức là đang nhìn cô, mà cô thấy con nhìn, cô tưởng con nhìn mà không chào, ví dụ vậy, thì cái đó cũng là về thuộc về một cái tưởng. Có nghiệm. Ví dụ như quý vị đang có một cái, cho nên Đức Phật dạy mà cái tưởng mà nhuộm màu tham ái á, tức là nhuộm màu cái trạng thái của tâm mình á, khi đó là sân si, nói chung là khi đó mình có những cái tâm trạng của mình sẽ nhìn thấy khác. Ví dụ như cái chuyện rất là bình thường á, nếu như mà quý vị á mà bị mất cái gì đó thì tự nhiên quý vị nhìn thấy giờ nó khác à, đúng không? Cái tượng mà Đức Phật dạy mà nhuộm màu tham ái là vậy đó. Quý vị bị mất cái gì đó, ví dụ bây giờ quý vị bị mất tiền, nhìn ai là ví dụ như mình nói chắc người đó, chắc người kia, nó bắt đầu suy luận đủ thứ. Cái này cũng là một dạng tượng, mà dạng tượng nó bắt đầu từ nơi cái ấn tượng giác quan của mình, nó nhuộm màu tham ái của mình. Cái này không phải là ảo tưởng, mình cũng có thể nói là ảo tưởng. Nó là như vậy này, quý vị phải nhìn như vậy này. Ở trong kinh Đức Phật dạy có một bài kinh Đức Phật dạy rất hay á, là giống như một cái magic show á, tức là một cái màn ảo thuật á, giống như cái màn ảo thuật á. Quý vị đứng trên sân khấu mà quý vị ngồi giữa đó, quý vị vỗ tay mà nhìn cái người ảo thuật á, họ nói ôi cha làm sao mà tự nhiên có bánh bồ câu nó bay ra, tức bắt đầu quý vị vui theo cái màn ảo thuật đó, quý vị buồn theo cái màn ảo thuật, buồn theo bộ phim đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi cái người mà người ta đứng gần sân khấu, người ta nhìn thấy được tất cả những cái gì mà gọi là tất cả những cái gì mà xảy ra ở trên sân khấu, thì người ta sẽ không có bị chi phối bởi những cái màn ảo thuật đó nữa. Cho nên cái tấm con người á, mà đặc biệt là từ nó cái mà nhuộm màu cái cảm thọ buồn vui sân hận ưu tư sầu khổ đó, mà khi đã có một cái ấn tượng giác quan đi vô trong cái đầu của mình á, trong cái tâm của mình á, thì khi đó nó sẽ bị nhuộm màu cái gì? Nhuộm màu tất cả những cái trạng thái của mình. Còn cái tượng đi vào bên ngoài á, tùy theo một cách quý vị có thể nhìn nhận. Nhưng mà quý vị giải thích như thế nào cái về cái tượng này là do cái gì? Do cái tâm trạng quý vị khi nữa đó nữa, khi quý vị nhận vào nữa. Cho nên cũng cùng một sự việc mà quý vị có thể là giải thích khác nhau. Khi quý vị vui thì quý vị sẽ nhìn cuộc sống như thế này, khi quý vị không vui quý vị sẽ nhìn cuộc sống như thế khác. Khi quý vị mất tiền là quý vị nhìn thấy một là bất cứ ai cũng có thể là quý vị cũng nghi ngờ được cả. Thì tất cả những cái này là nó đưa vào trong cái đầu mình, nó bắt đầu chứ. Cái tưởng mà cái tưởng này nó cũng có nghĩa ở trong kinh Phật dạy, nó có nghĩa cũng là chỉ là một dấu hiệu, hay là một cái, nó chỉ một dấu hiệu thôi. Hoặc là mình nói cách là trong cái tiếng một cái từ mình để dành cho cái tư tưởng nó gọi là nimitta, tức là một cái khái niệm, một cái ấn tượng đi vào, nó chỉ là một cái khởi đầu của cái mà để cho mình suy tư. Nó chứ phải là dòng chảy suy nghĩ, nhưng mà nó cái ấn tượng khởi đầu để từ đó mình có thể mình bắt đầu cái sự suy nghĩ của mình. Mà chính cái này á, không bao giờ mà không đi đôi với cái thọ cả. Cho nên Huyền Tâm nói quý vị như mình học cái đầu tiên Huyền Tâm đã nói với quý vị là khi mình học có mấy phương tiện nhận thức. Sáu cái thứ nhất là gì? Cái biết của sáu giác quan. Cái thứ hai là gì? Suy luận. Cái thứ ba là gì? Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thừa nhận là đúng. Chứ bây giờ Huyền Tâm nói này, mình học cái thứ nhất là nhận thức qua sáu giác quan, đúng chưa? Nhận thức qua sáu giác quan, tức là mắt thấy sắc, với đầu tai nghe tiếng, đúng chưa? Bây giờ cái thứ hai á là cái gì? Suy luận. Thì ở trong tiến trình nhận thức, mình có thể đi từ đây tới đây, rồi mình sẽ học tiến trình nhận thức làm tâm ô nhuyễn từ đây tới đây.
so sánh với các vị đại luận sư của Phật giáo, nhất là ngài Dinaga, tức là ngài Trần Na, tức là ngài đưa ra cái học thuyết gọi là những cái chi mà gọi là thật á, thì mình không nắm bắt được ngôn bằng ngôn ngữ. Cái gì mà nó thật là mình không nắm bắt được ngôn ngữ. Thì theo ngài, khi mà mình mới nhận thức, ví dụ như mình nhìn một người, thì cái giây phút đầu tiên khi mà nó chưa có một khái niệm khởi lên thì cả đó ta gọi là chi là trực nhận á. Trực nhận mà chưa có, cho nên mình gọi là chi là gọi là hiền lương rồi. Nhưng mà thôi, yên tâm, có sai chữ hiền lương tư nó khó hiểu quá. Ví dụ trực nhận á, thì bây giờ cả đấy gọi là nó chỉ là một cái gì? Cái cảm thọ khởi lên, nó chỉ một cái cảm thọ. Cái cảm thọ này là nó không có ngôn từ, hay không có ngôn ngữ, hay không có khái niệm. Qua giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn suy luận, mà theo ngài, để mình nói là suy luận thôi, nhưng mà trong cái tư tiếng Phạn thì gọi là Anumana, thì có nghĩa là đi sau, mana là tư duy, suy nghĩ, còn anu là đi sau, tức là suy nghĩ đi theo tiếp cái này. Thì cái này á, thì mình có thể gọi là có khái niệm. Thì trong cái tiến trình này, từ bắt đầu cảm thọ mới đến tiến trình khái niệm này, nó thường thường lúc nào nó cũng đi đôi với nhau cả. Nó đi đôi, đi liền nhau. Thì trong cái suy luận này, Anumana thì ngài nói cái khái niệm bắt đầu này á, nó chỉ có gọi là Samanaya, có nghĩa là nó thuộc về chủng loài. Thuộc về chủng loài đấy, có nghĩa là con bò. Nó đi sau một cái là cảm thọ này liền. Nếu như mà nói nhận thức giác quan và theo quan điểm của ngài Dinaga là nó chỉ cái đầu tiên là cái không có ngôn từ. Không có ngôn từ. Cái giới phục đầu tiên mình nhìn một vật là nó không có ngôn từ. Sau đó mình mới nhận ra con bò. Thì cái không có ngôn từ đó là cái cảm thọ khởi lên. Mình phải có cảm thọ đã mình mới nhận được. Mình phải lấy nhận biết được nó là gì. Mà cái cảm thọ này là giống như là một tiến trình nó trôi chảy vậy, từng trong từng sát na. Cho nên trong tiết học của ngài Trần Na thì cái này gọi là Lakshana, còn cái này gọi là Samanaya. Nói như vậy là quý vị, để rồi lần sau mình học cái kinh điển của đi vào trong kinh là quý vị sẽ thấy các vị đại luân sư không đi xa những lời Phật dạy. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì các ngài là có những cái gọi là tùy thuần theo cái hồi đó là các triết gia họ tấn công đạo Phật dữ quá, cho nên ngài phải đưa ra những cái học thuyết để mà phản bác lại quan điểm của Ba La Môn giáo và ngoại đạo, nhất là trường phái Mimamsa. Nhưng mà cái này các ngài không đi xa những lời Phật dạy. Trong những lời Phật dạy thì Đức Phật nói rõ hơn về vấn đề tham sân si, vấn đề tu tập. Nhưng mà trong cái quan điểm các vị đại luận sư thì ngài cũng chia sẻ ra hai, một cái là có cảm không có khái niệm, và một cái là có khái niệm. Thì lần sau mình sẽ học cái tiến trình nhận thức chủ yếu, nhưng mà rồi dần dần mình sẽ nói chung là mình sẽ liên hệ tới một tí để quý vị có một cái nhìn tổng thể. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mọi tăng ai cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.